bóng đá Hàn Quốc khủng hoảng bởi nguyên nhân nào, ai chịu trách nhiệm? Đội tuyển Hàn Quốc sử dụng nhiều huấn luyện viên ngoại trong 20 năm qua, nhưng phần lớn trong số này không gặt hái thành công như mong đợi. Khủng hoảng tại đội tuyển Hàn Quốc đang lan rộng sau thất bại ở ASEAN Cup 2023 cũng như vụ ẩu đả giữa Song Heung-min và Lee Kang-in bị phanh phui. Sau cuộc họp của Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc, nhiều quan chức đã đồng thuận về việc cần sa thải huấn luyện viên Jürgen Klinsmann. Chiến lược gia người Đức không để lại dấu ấn chiến thuật, đồng thời không kiểm soát được nội bộ đội tuyển. Theo Cho Sun, đội tuyển Hàn Quốc từ lâu đã bị chia rẽ thành nhiều nhóm. Nhưng thay vì củng cố tinh thần đoàn kết, ông Klinsmann lại để cầu thủ tự sắp xếp, hòa giải nếu có xung đột. Báo chí Hàn Quốc cũng cho rằng huấn luyện viên Klinsmann không quan tâm đến đội tuyển, thường xuyên ở Mỹ trừ khi có giải chính thức. Highlight Jordan 2, không Hàn Quốc, địa chấn nối địa chấn, Song Heung-min nhạt nhòa dù chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA, Chung Mong-gil vẫn giữ im lặng, nhưng giới chuyên môn Hàn Quốc tin rằng việc sa thải huấn luyện viên Klinsmann chỉ còn là vấn đề thời gian. Huấn luyện viên Klinsmann sắp bị sa thải nếu cựu huấn luyện viên Bayern Munich mất việc, đội tuyển Hàn Quốc sẽ khép lại thêm một nhiệm kỳ thất bại với huấn luyện viên ngoại. Theo thống kê từ sau giai đoạn thành công rực rỡ cùng phù thủy Woo Hyuk-din với vị trí thứ tư tại World Cup 2002, bóng đá Hàn Quốc đã bén duyên với 7 huấn luyện viên nước ngoài, bao gồm Humberto Coenho 2003-2004, Joe Bonfer 2004-2005, Dick Advocaat 2005-2006, Pim Weber 2006-2007, Uli Stylik 2014-2017, Paulo Bento 2018-2022 và Klinsmann 2023 này. Tuy nhiên, trong số những thành tích mà dàn huấn luyện viên này mang về, đáng kể nhất chỉ có chức vô địch giải Đông Á EAFF Championship vào các năm 2003-2015-2019 cùng ngôi Á quân ASEAN Cup 2015. Cả hai mục tiêu quan trọng bậc nhất mà đội tuyển Hàn Quốc hướng tới là vô địch ASEAN Cup và tiến xa ở World Cup. Các huấn luyện viên ngoại đều không làm được. Từ năm 2003 đến nay, đội bóng có biệt danh những chiến binh ta ếch trắng tay tại sân chơi châu Á, đồng thời chưa thể vượt qua vòng 16 đội World Cup. Thậm chí ở World Cup 2014 và 2018, Hàn Quốc còn bị loại ở vòng bảng. Đội tuyển Hàn Quốc, áo đen, trải qua 64 năm không vô địch ASEAN Cup, thành tích bết bát nói trên gắn liền với một thập kỷ bóng đá Hàn Quốc xính ngoại, chỉ ưu tiên huấn luyện viên đến từ châu Âu, thay vì trọng dụng huấn luyện viên nội. Shin Tae-yong 2017-2018 là huấn luyện viên nội duy nhất ngồi ghế nóng ở đội tuyển Hàn Quốc, nhưng cũng nhanh chóng rời vị trí sau thất bại ở World Cup 2018. Điểm chung của các huấn luyện viên ngoại ở Hàn Quốc là thời gian tại vị ngắn ngủi. Ngoại trừ Stylik và Bento, những ông thầy ngoại quốc còn lại đều không huấn luyện quá 2 năm. Theo báo chí Hàn Quốc, KFA cần đứng ra chịu trách nhiệm và có lời giải thích rõ ràng với người hâm mộ. Được bổ nhiệm ngồi ghế huấn luyện từ tháng 2 năm 2023, nhưng ông Klinsmann chưa giúp đội tuyển Hàn Quốc có bước chuyển mình đáng kể. Tỷ lệ thắng của huấn luyện viên người Đức rất thấp, với vỏn vẹn 47,8%. Lối chơi của những chiến binh ta ếch cũng bị đặt dấu hỏi, khi dù chơi bóng ngắn, ban bật ở các trận giao hữu, nhưng Hàn Quốc lại chuyển về bóng dài. Triển khai lối đá lật cánh đánh đầu bế tắc tại ASEAN Cup 2023. Theo tiết lộ của truyền thông Hàn Quốc, năm cái tên được cân nhắc dẫn dắt đội tuyển nếu huấn luyện viên Klinsmann bị sa thải bao gồm Hong Mi-ung-bo, Hoàng Sung-hong, Cho Yong-soo, Kim Ki-yong và Park Hang-seo. Sau nhiều năm loay hoay với thầy ngoại, đội tuyển Hàn Quốc có lẽ sẽ trở về với huấn luyện viên trong nước.